chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ văn hưng đã đến thăm ông trần hữu nhi hiện sinh sống ở thành phố đông hà ông hoàng ngọc liêm sinh sống tại thị trấn hồ xá và ông trần trường sinh sống tại thị trấn bình quan huyện vĩnh linh tại các nơi đến thăm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ văn hưng đã thăm hỏi đồng viên và trao món quà tri ân đến các gia đình chiến sĩ thân niên sung phong dân công hỏa tuyến đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của các chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến từ quê hương quảng trị đã góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ bảy mươi năm trước